có là vậy á. Ngồi kệ chứ sao vậy. Cày quá em, này phát triển ngon lành luôn à. Cái mô này mô sầu riêng hả? Trời phạt ơi, không được đâu. Bà lớn, đang chỉ cho anh đắp thêm. Gì nè? Đó phải không? Ừ, cao lên gì nè. Nếu cao đó lại chừng mới tới đây luôn nè. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Dạt ra đi. Ừ. Cao lên đi cho em đi. Biết gì không? Sau này ví dụ như cây sầu riêng tầm khoảng được một năm đi. Ừ. Bắt quá em cho hai cây này đi. Ừ, thì hai cây này đi nè. Ừ, em bỏ hai cây này. Ừ, em giữ lại cây sầu riêng. Ừ, đúng xong. Đó. Cao lên. Cao gì nè? Bây giờ thì nó lỡ cỡ rồi, đáng lẽ bây giờ mình bứng bỏ cái này đâu thì quá. Nó quá ổn. Không. Đó. Không. Cái tại vì riêng bây giờ khoảng chừng 2 năm tuổi đi. Ừ. Mình ăn cái cho đi. 2 3 cổ rồi. Ừ. Việc nó đi cho đó, đi. Mình để cây sầu riêng bự ra. Để vừa luôn á. Ừ. Thấy không? Thì ok được rồi đó. Vừa rồi đó, nhưng mà ừ, cho nó cao nữa. Cao nữa phải không? Cao gì nè? Vì là phải chân tới đây mới cao. Đúng được rồi, cho nó bè cái chân ra gì nè. Bè cả tới đây nè. Cho nó nhô lên. Anh đắp bằng sình non được không? Không. Hả? Sình non không được đâu. Sình non chọn được. Bây giờ anh cho anh đào này sợ trúng rễ. Bây giờ vậy nè. Anh tính nhận thùng. Nhận thùng. Ờ, nhận thùng. Thùng rồi đúng không? Hết trơn luôn. Nhận thùng tấn bên đây nè. Vòng vòng vòng. Đất này lên mặt. Đúng rồi. Vậy đi. Được. Rồi chắc hết trơn vậy nè. Ừ, rồi làm sẵn gì đi rồi nữa tầm khoảng tháng 9 tháng 10 hả xuống cái giống. Ờ đúng rồi. Tháng 9 tháng 10 xuống cái giống. Đây em đi đi. Ừ. Ừ. Đó, anh tính nhận thùng anh bé chừng hết. Dạ. Chứ bây giờ đậu này sao chúng gửi mít nè, gửi mít giờ ra tới đây chân nè. Dạ, ấy ra nhiều lắm mày. Rồi. Bởi vì là không dám đào nữa nè, tính nhận thùng mừng á. Này à, gãi hữu cơ được tầm khoảng chắc được 2 tháng rồi phải không? Hữu cơ 25 ngày. Ủa, bảy hữu cơ trước hả? 2 tháng. 2 tháng. 2 tháng. Ừ, 1 tháng rồi anh tứ đó, rồi giờ hai mấy ngày nữa nè, 2 tháng rồi. Giờ giờ tiến hành nè, tiến hành bây giờ là cái khâu đầu tiên để làm nè, xong cái đợt này nè, lấy cây cầm hết toàn bộ nè, để gió nó quặt nè, cái bộ rễ nó phát triển chậm ra nè, cái cây chậm lớn, nha, cầm hết toàn bộ đi, kiếm kìa che sẵn có sẵn đó, cái này cục quá nè, hơi cục, hơi cục, giờ cầm cho chổi nó đi, anh thấy nó nghiêu, nó siêu không, nè, nó siêu rồi nè. Do gió nó phạt nó siêu nè. Giờ mình cầm mình chổi nó trên đây nè. Trên đó à. Ừ, chổi trên đây cho em nè. Mà sao anh cột lâu sợ xiết không? Đừng có chột dây đen. Dây bẹ mình á. Dây bẹ đó. Ừ, dây bẹ không. Dây bẹ nó có một thời gian nắng mưa từ từ nó tự nó mục luôn à. Ừ. Bắt đầu mục á thì bắt đầu mình bắt đầu tiến hành mình cột lại dây khác nữa. Ừ. Nó không ảnh hưởng, còn dây đen là anh để khoảng 1 năm trời luôn nó chưa đứt nữa. Đúng rồi, dây đen nó dày lắm. Dây dày lắm dày. Dây bẹ màu á. Ừ. Mà đó đúng ra đó nha. Cái clip này là phải 4 hàng thì đó bể anh dở rồi nè đủ mà 4 hàng mất tiêu hàng mít uống đóng lạnh luôn không? Quá trời luôn thưa à, thưa đã 4 hàng đã 4 hàng nó không bị gió không nữa. Đúng rồi không? 4 hàng là ngon lành luôn của anh đắp chảnh là vừa luôn đó. Ừ. Trên đó là ok đó 4 hàng đó, ừ. Ok đó. Ủa, ở dưới này thưa nè nè như bà này ngon nè nam bà này 3 hàng này 3 hàng là ngon lành rồi má vừa hết biết luôn anh tức có hàng này quá thưa hàng này với hàng bên đó đó thưa quá thưa còn bên bển bển này vừa ừ bển ba hàng vừa hết trơn à thì bờ bển nhỏ bờ này quá bự cây này quá đã này tàn nè ngon ha này nó biểu chứng là nó nứt da ừ. Đây là nứt da là cái này là cái cây mình đang lớn nè triệu chứng nứt da vậy nè đôn vô hàng nó ngon gì đâu. Giờ lỡ rồi sao giờ thôi. Vậy lỡ rồi biết sao. Mình đun vô nữa theo thì nó dày. Dày cô ạ, không được. Bởi vì nó đun đang hàng nó dày. Ừ. Thôi. Không được, kệ đi. Giờ chủ yếu là lo cái miếng vườn cây con cái nữa được rồi. Một hàng là 60 cây hả? Ừ. Cái này cái trồng thưa trồng vậy lần nào ngon nói chung á là cây mít á thì mình chạy theo cái thị trường bây giờ á là tầm khoảng từ 2 mét/cây 2 mét/cây ừ, vừa ăn rồi. Ví dụ như sau này đi em thu hoạch cỡ khoảng 3 trái trên 1 cây đi ừ.
thì bắt quá em cho thằng chính giữa đi. Ừ. Thằng nào mà phức cái em cho đi. Ừ. Bắt đầu em lấy lần kia, tại vì mình bỏ đất trống mà mình cũng ổn. Tại cái mít nó dễ phát triển, nó chăm sóc nó phát triển rồi tự nó phát triển cũng ngon lành nè. À. Giờ cắm cây, chổi cây hết toàn bộ. Chổi cây hết luôn. À, như cây này là nó hơi siêu nè. Nó phát triển nè. Cái này anh gãi cái hữu cơ 007 mà chặn dừ rồi, anh thấy ok không anh? Ok, ngon. Ngon nha. Thì cây mít, em nói cây mít nó chịu, cực kỳ nó chịu. Nó chịu cái thằng 007 với con buôn mát. Gãi ra cái cơ đọt nó phúng đều bon gì luôn nè. Nhưng mà để có điều là hiện tại giờ chắc lẽ là cái vườn này mình sẽ cho cắm cây là hết toàn bộ luôn. Tại vì nó quá hơi siêu rồi, gió nó phạt vô nó hơi siêu cái cây của mình. Làm cho cái cây mình nó đung đưa cái bộ gốc nha anh em. Thì đây anh em thấy nè, cái lỗ nè. Cái bộ gốc này là nó sẽ chậm phát triển cho cái cây mình nè. Bởi vì ra mình phải cắm mình chổi vào cái tháng mùa mưa để cho nó qua được cái cử mùa mưa này đi, cái cây mình nó không mắc sức. Cây này là không có cắt tỉa luôn nha anh. Để im nó luôn đi. Nữa đặt sau đi, họ cắt tỉa xương nó một cái. Anh em thấy đều bon luôn nè. Hiện tại giờ nó cao hơn 5 lùng nữa anh em ơi. Chẳng vừa rồi nó vô nó thấp ủng à. Mà đợt này làm đợt này có quay ngang nó cao hơn 5 lùng luôn nè. Ồ cao hơn đầu mình nữa. Thì theo như chia sẻ là anh chủ nhà vườn là anh xài 007 là ông chịu rồi đó. Ngon lành rồi đó. Rồi vậy nha anh em. Đây quay tổng quan miếng vườn cho anh em xem. Cái này tổng miếng vườn này bao nhiêu gốc anh? Anh Toàn. 700. À đây là tổng cái miếng vườn của anh là 1700 gốc. Thì theo như cái độ tuổi á, là cái cây này tầm khoảng là 6 tháng không anh? 6 tháng. Thì tại vì do cái là cái mình gặp anh Toàn hơi trễ. Phải mình gặp anh Toàn hơi trước chút nữa là cái cây 6 tháng này nó không phải gì đâu anh em ơi. Nó không phát triển dữ hơn cây này nữa. Tại con chặn trước ảnh chăm sóc, nói chung là cũng chăm sóc nhưng mà đi phân thuốc chưa có đúng bài bản anh em. Thì cái cây nó chưa phát triển, đợt này thì ngon lành rồi nè. Anh em thấy không? Vậy cái cây mà 6 tháng thì trên cái miếng vườn của anh Toàn hầu như là đạt khoảng 99% đều bon cây luôn. Đó, anh em thấy miếng vườn nè, đã không? Này là mình nói là bởi vì ra mình nói cái câu bất hủ của mình nha anh em. Dùng đất Hậu Giang, đất lành chim đậu. Đó, thấy chưa? Đất là tốt, rất kỳ tốt nha anh em.